điều đến đích nhờ điều phụ, đó là khổ thơ của Ngài Thượng Thích Minh Châu. Na hi e te hi ya ne hi gắt chay ya và tăng đi san và tha ta na su đăng tê na đăng tô đăng tê na gắt cha ti. Lửa voi hay ngựa tinh thuần đưa ta ngày dặm đến gần tự do, có người tự chế con đò, núi sông chẳng ngại vượt bờ tới nơi. Đó là bộ thơ của Ngài Thượng Như Đức. Và ơn Vinh Bát Thanh A đã bớt bài ạ. Kính mời chị Cảnh Dân ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn sư Trần Đạo. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lãnh lễ Đức Phật, con kính lãnh lễ giáo pháp, con kính lãnh lễ Đức Tăng, con kính lãnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Pháp Tính Đại Đức Tịnh Đạt cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 323. Ná hí ê tê hí già nề hí gáp chay giá á gá tăng đi săn giá thà tá na xú đàn tề ná đàn tồ đàn tề ná gáp chá tí. Ná tê hí ê tê hí già nề hí gáp chay giá á gá tăng đi săn giá thà tá na xú đàn tề ná đàn tồ đàn tề ná gác chá tí. Ná hí ê tề hí già nề hí gác chê giá á gá tăng đi săn giá thà tá na xú đàn tề ná đàn tồ đàn tề ná gác chá tí. Chẳng phải loài cưỡi ấy đưa người đến niết bàn, chỉ có người tự điều đến đích nhờ được nhờ điều phục. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Lừa voi hay ngựa tinh thuần đưa ta ngàn dặm đến gần tự do, có người tự chế con đò, núi sông chẳng ngại vượt bờ tới nơi. Bản khổ thơ của Hòa Thượng Dưới Đức. Và cảm dân đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của Sức Ái Minh. Dạ, sa thú lành thay, cảm ơn chị Cẩm Vân. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Con kính lãnh lễ ân đức chư Phật, kính lãnh lễ ân đức giáo pháp, kính lãnh lễ ân đức chư tăng, con kính lãnh lễ thượng tọa Minh Hạnh đầy đức pháp tính đầy đức Tịnh Đạt, cô tu nữ Thanh Mai Cherry, cô tu nữ Tự Duyên, cô tu nữ Khánh An. Chị ấy Minh kính chào quý anh chị. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 323. Cảm ơn vinh trưởng rất là nhiều. 323. Na hi e te hi ya ne hi ga che ya ga tang di phan ya tha ta na su dan te na dan tu dan te na ga che ti. Na hi e te hi ya ne hi ga che ya ga tang di phan ya tha ta na su dan te na dan tu dan te na ga che ti. Na hi e te hi ya ne hi ga chay ya ga tang di sang ya tha ta na su dan te na tan tu dan te na ga cha ti. Chẳng phải loài cưỡi ấy đưa người đến niết bàn, chỉ có người tự điều đến đích nhờ điều phục. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu.
Na hi te hi ya ne hi ya chay ya ra tang di sang ya tha ta na su dan te na dan to dan te na ga cha ti Na hi te hi ya ne hi ga chay ya ra tang di sang ya tha ta na su dan te na dan to dan te na ga cha ti Lừa voi hay ngựa tinh thuần đưa ta ngàn dặm đến gần tự do. Có người tự chế con đò núi sông chẳng ngại vượt bờ tới nơi. Phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, anh Minh đã trả bài xong mà kính, dạ kính mời Vinh chuyển tiếp theo ạ. Sa thu sa thu lành thầy Sĩ Tài Minh. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Khà Giá, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo Đức Phật Giáo Pháp và chư tăng, kính đảnh lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Con xin được kể kinh pháp cú số 323. Kính cảm ơn các quý vị cho biết nghe rõ. Na hi te hi ya ne hi Gacchaya agatang disang Yathatana sudantena Danto dantena gacchati Nahi ete hiyanehi Gacchaya agatang disang Yathatana sudantena Danto dantena gacchati Nahi ete hiyanehi Gacchaya agatang disang Yathatana sudantena Danto dantena gacchati. Chẳng phải loài cưỡi ấy đưa người đến Niết Bàn, chỉ có người tự điều đến đích nhờ điều phục. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Lửa voi hay ngựa tinh thuần đưa ta ngàn dặm đến gần tự do. Có người tự chế con đò núi sông chẳng ngại vượt bờ tới nơi. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức. Nhà Nam Mô Phật Tha Dạ. Con xin được xuống mic. Nhà Vát Thanh Đa chỉ thấy con một nít xích nhật hình thôi. Vát Thanh Đa xin được kính mời xích nhật hình nhé. Dạ sa thú kính cảm ơn Bích Quân Vát Thanh Đa. Nam mô Bích Tha Giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, con thành kính đảnh lễ đại đức Tịnh Đạo cùng chư tôn đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và cảm ơn Xích Rạng Đông, Xích Hoàng Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con xin được ông bài Pháp Quốc Kinh 323. Dạ cảm ơn Quỳnh. Na hi ê tê hi ya nê hi gách chay ya a ga tăng ti sang ya tha ta na su đàn tê đa đàn tơ đàn tê na gách chất ti na hi ê tê hi ya nê hi gách chay ya a ga tăng ti sang ya tha ta na su đàn tê đa đàn tơ đàn tê na gách chất ti. Chẳng phải loài cởi ấy đưa người đến Niết Bàn, chỉ có người tự điều đến đích nhờ điều phục. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Na hi ê tê hi ya nê hi gạch chay ya a gà tặng đi săn gà thạch ta na su đan tê na đan tô đan tê na gạt cha ti na hi ê tê hi ya nê hi gạt chay ya a ya tăng đi săn ya thát ta na su đan tê na đan tô đan tê na gạt cha ti. Lừa voi hai ngựa tinh thuần đưa ta ngàn dặm đến gần tự do. Có người tự chế con đò núi sông chẳng ngại vượt bờ tới nơi. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng.
sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ về duyên cô tu nữ thăm má chá rí. Xích Trâm Phương, xích Rạng Đông, xích Trần Đạo, cảm ơn cô ấy Minh Minh Quách Tha Ná đã hoan hỷ ôn bài. Và bây giờ cũng đã đến giờ học bài mới là câu Pháp Cú Kinh 324. Và cảm ơn Huynh cho bài học. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được Đại Đức Tịnh Đạt giảng giải bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Đà Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Đà Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng hà như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng hà cho hoa lành rai tan mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiều khắp ba cõi rõ đường an vui. Tham thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi, viết lòng mở đạo dạy đời, nhâm phường lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ, đó là Nhôm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hù dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tích rõ ràng, tịnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn nghi, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá, và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp cú kinh 324. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính dâng mít đến sư, con tri ân sư cho con biết được tín hiệu. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho biết âm thanh được tốt. Và trước khi đi vào bài học ngày hôm nay, xin kính thỉnh chư tăng và quý vị cùng hướng về tâm bảo để làm lễ tắt. Arahang Sotho Pakkhava Bhutava Demi Sakato Pakkhavata Tammo Tamang namasami Subhatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangkhang namami. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá. Kính chúng con xin đánh lễ chư tăng và mến chào toàn thể quý vị có mặt trong diễn đàn Pháp Cú Kinh chuyên đề. Ngày hôm nay diễn đàn chúng ta học đến câu Pháp Cú Kệ Ngôn số 324 trên 423 câu. Câu Kệ Ngôn Pháp Cú số 324 có nội dung như sau: Hana balo nama kuncharo ku katuka hedano duni warayo Pato kapalang na punjati,
sumarati nagavanasa kuncharo anapalo nama kuncharo katuka bhedano duniwarayo hatho kapalang na kunchati sumarati nagavanasa kuncharo. Con voi tên Tài Hổ, phát dục khó điều phục, trói buộc không ăn uống, voi nhớ đến rừng voi. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Con voi tên Thanala, có cơn phát dục là khó kiềm chế, bị buộc, con voi không ăn miếng nào, và nhờ tưởng đến khu rừng của loài voi. Bản dịch phân xuôi của Ngài Inda Chanh Đá Chánh Thân. Kính Bạch Chư Tăng, thưa quý vị, thì theo thời gian của lớp học, chúng ta đầu tiên sẽ học về ngữ vựng của câu Kệ Ngôn Pháp Cú số 324 này. Và chúng ta đang học những câu kệ Pháp Cú liên quan đến những con voi. Naga quốc vua phẩm voi. Câu đầu tiên: Thanapalo nama kuncharo. Dạ, có chỗ thì để là Thanapalo, có chỗ thì để là Thanapalako. Thanapalako nama kuncharo. Cái từ Thanapalako hay là Thanapalo, thực sự đó là một cái tên riêng. Và cái tên này được hiểu đó là cái sự gìn giữ tài sản. Thanapalo, Thanapala cộng với ý cá nó là trở thành một cái tính từ. Nama là tên. Nama tên. Kuncharo là con voi. Chúng ta học được thêm một cái từ vựng mới về một con voi. Chúng ta học từ Hatha là con voi, phẩm Naga cũng là con voi, và ở đây là Kunchara cũng là con voi. Con voi tên là Thanapala, là Thanapalako. Câu thứ hai đó là Katuk Kapedano Duniwarayo. Thanapal Katupedano Duniwarayo. Katukapedano được hình thành từ hai từ là Katukapedana. Katupedano có nghĩa là cơn phát dục, sự phát dục. Duniwarayo, khó kiềm chế. Duniwarayo, khó kiềm chế. Và câu thứ ba: Patho kapalang na punchati. Quý vị còn nghe được âm thanh rõ hay không ạ? Dạ, cảm ơn cô. Patho kapalang na punchati. Patho, patho nghĩa là bị trói buộc. Patho có nghĩa là đã bị trói buộc. Kapalang là một miếng vật thực. Ná không. Ná có nghĩa là không. Phun chất tí là ăn. Phun chất tí nghĩa là ăn.
Và chúng ta đi vào câu thứ tư, câu cuối cùng. Sumarti naga vanasa kuncharo. Sumarti naga na vasa naga vanasa kuncharo. Sumarti là nhớ tưởng. Nhớ tưởng Sumarti. Nagavanasa, Nagavanasa là khu vườn hay là khu rừng của loài voi á. Naga ở đây được hiểu là loài voi cộng với từ vana, vana là khu rừng. Khu rừng. Chetavana là khu rừng, khu vườn của ông Cheta. Veluvana là khu vườn, khu rừng. Velu là cây tre, cây trúc. Khu vườn trúc, khu vườn tre. Tiểu Vana rừng xài rất là nhiều. Và ngay trong cái từ Nipana cũng là cái từ Nivá cộng Vana là khu vườn hay khu rừng về tham ái ái dục. Rồi chúng ta vậy là chúng ta đã học xong về sơ qua, điểm qua về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 324. Dạ, một lần nữa câu kệ ngôn pháp cú số 324 như sau. Bhavana ma kuncharo katuka phedano duniwarayo phaddo phaddho kapalanna punjati sumarati nagavanasa kuncharo. Con voi tên tài hộ phát dục khó điều phục, trói buộc không ăn uống, voi nhớ đến rừng voi. Hoặc là bài phổ thơ của Trung Tòa Ngài Giới Đức. Hồi voi con thân rỉ tanh hôi, quay cuồng bất trị đến hồi phát điên, bỏ ăn bỏ uống chạy ghiền, nhớ rừng nhớ mẹ bao phen phá cuộc phá chuồng. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, như vậy thì chúng ta đi qua cái phần thứ nhất. Và bây giờ chúng ta đi vào phần thứ hai. Đó là phần duyên sự của câu kệ ngôn pháp cú số 324 này. Phần duyên sự thì được đặt tựa đề là Bà La Môn Lão Niên Parichin Brahmana Putta. Thật sự ra cái này phải dịch là người con trai của Bà La Môn, người con trai của Bà La Môn. Tại vì cái câu chuyện này nó liên quan đến những cậu con trai, những người con trai của ông Bà La Môn và liên cậu khác. Thưa quý vị, cái duyên sự ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học được một cái bài học cũng khá là hay. Bởi vì cái bài học này theo xã hội hiện nay thì chúng ta cũng bắt gặp rất là nhiều ở trong làng xóm, trong bà con, ở trong xã hội, rất là nhiều cái trường hợp giống như là trường hợp duyên sự của câu kệ ngôn pháp cú 324 mà chúng ta đang học ngày hôm nay. Câu kệ ngôn này thì thưa quý vị là Đức Phật Ngài nói lên khi Ngài đang ở Chetavana. Ngài đề cập đến người con trai của ông Bà La Môn già. Cái tựa đề là Parichin Brahmaputta. Buddha là những người con trai á, là những người con trai của ông Bà La Môn già. Thì câu chuyện nó xảy ra như thế này. Ông Bà La Môn, hai vợ chồng Bà La Môn ở trong thành Savatthi là một gia đình giàu có và có phúc hậu, sanh được 4 người con trai. Và đến tuổi trưởng thành thì ông Bà La Môn
đã chia cho những người con trai này một số tài sản để mà ra riêng, cũng như là làm ăn. Khi mà người vợ của ông Bà La Môn mất á, và ông thì còn lại một mình, và những người con này suy nghĩ rằng muốn là ba của mình á, được sống thoải mái và không nghĩ đến lập thêm một người vợ kế tiếp hoặc là có những người con, và đó là những cái mối họa nếu mà ba mình có những cái người con của vợ kế thì sẽ chia tài sản nhiều ra, nhỏ, xé nhỏ ra. Thì bốn người con trai này mới nhất trí với nhau là sẵn sàng để chăm sóc cha già, khiến cho người cha không có cái sự cô đơn, buồn tẻ. Và với cái ý định đó thì bốn người con trai sau khi lập gia đình đã thay phiên nhau chăm sóc cha, người cha, người Bà La Môn rất là tốt. Nhưng mà cái tốt ở đây lại xuất phát từ một cái mục đích, đó là muốn chia cái gia sản còn lại, nhà cửa, ruộng đất, những cái tài sản, bất động sản của người cha già, dòm ngó vào cái tài sản, chứ không vì mục đích nó là báo hiếu, phụng dưỡng bằng cái tấm lòng của người con. Khi mà người cha cảm thấy là bốn người con này rất là có hiếu, và khi được đề nghị chia hết tài sản cho cả bốn người, và trong tay mình không còn gì nữa đó, chia hết tất cả tài sản, các sổ hồng, sổ đỏ, hay là những cái xe cộ, tất cả những cái mảnh đất, mảnh vườn đều sang tên cho các người con. Và ông nghĩ rằng những người con này sẽ nuôi nấng mình một cách rất là đàng hoàng, tử tế. Trước đây sao thì bây giờ cũng vẫn vậy. Nhưng mà ông không có ngờ đâu, ông không có ngờ đâu, khi mà sau khi mà chia tất cả những tài sản của mình có được cho bốn người con đó, thì bốn người con này có một cái sự trở mặt. Khi mà ông ở nhà của người con cả đó, được một thời gian, thì hai vợ chồng không có vui, mới lên tiếng bảo nhau đó là ba của mình đó chia tài sản đồng đều cho bốn gia đình, nhưng mà tại sao ba mình lại ở nhà của người con cả mà không đi ở đến ở nhà của những người con kế con út, mà ở đây phải gia đình nhỏ là phải chăm sóc cho ba, người lớn tuổi thì có nhiều cái phiền tối, những cái khó khăn, khi ngủ không được, ăn không được, đi cũng không được, rồi có những cái phải chăm sóc. Thì khi mà nghe con cái mà nó nói vậy thì ông rất là buồn, ông tức lắm. Đó, nó mình lo cho nó là một mình đã không nói rồi, còn bây giờ mình còn chia cho nó tài sản nữa, bây giờ nó đối xử với mình vậy. Ông bỏ mặt không đi, ông hy vọng là những cái đứa con thứ kế đó, thứ hai, thứ ba, thứ út đó, nó có hiếu hơn. Nhưng mà ông rất là thất vọng khi mà đi đến những người con đều bị xua đuổi như vậy. Cuối cùng ông trắng tay và không có được tiếp đón, nuôi dưỡng, phụng dưỡng của các người con. Ông trở thành một cái người lang thang. Ông lang thang phải đi chỗ này đầu nọ để mà sống cuộc sống của người già yếu. Thì chúng ta thấy là bây giờ hiện tại những cái cụ già lớn tuổi mà bán vé số, hay là những cái người mà ăn xin á, thì suy nghĩ cũng không có ngoài những trường hợp này. Thì ông lại nhớ đến Đức Phật là một cái người rất là từ bi,
và có một cái cách sống rất là hiền thiện, thì ông lại tìm đến Đức Phật để mà bày tỏ cái nỗi buồn của mình và mong được Phật ngài chia sẻ. Thì chúng ta nếu mà như là chúng ta đó, thì chúng ta nghe ông mà chia sẻ như vậy đó, chúng ta rất là giận. Chúng ta rất là giận, giận những người con đối xử với cha mẹ như vậy. Thì chúng ta có những cái hành xử giống như bây giờ, có thể gọi chính quyền, hay là chúng ta có thể tập hợp một cái nhóm những người mà có thể có cái quyền lực, thế lực để mà đối chất, hay là có một cái sự gây gổ cãi vã để giúp cho ông và phạt những cái người con của ông. Nhưng mà đến Đức Phật thì ngài lắng nghe câu chuyện của ông xong rồi ngài mới đưa ra một cái lời khuyên. Và đây cũng là một cái cách mà Đức Phật ngài xử trí khi mà những người con bất hiếu đối với cha mẹ. Mà suy nghĩ, quý vị nghĩ Đức Phật ngài dùng cái cách này trong cái thời kỳ xã hội lúc đó đó, thì có thể áp dụng được, nhưng mà ngay thời điểm bây giờ thì cũng có thể, nhưng mà phải rất là khéo léo. Đức Phật ngài dạy cho ông Bà La Môn này, ông hãy đi đến những cái nơi mà tụ họp đông người đó, những cái lễ hội hay là những cái chỗ mà đám tiệc mà tập họp đông người, mà nhất có mặt những người con của ông hãy lớn tiếng ông kể về cuộc đời của ông kể về cái bất hạnh của ông, kể về những cái đứa con bất hiếu của ông cho mọi người đều biết. Vì chính vì cái người mọi người mà nghe được câu chuyện của ông đó, mọi người sẽ giúp đỡ ông bằng cách là họ sẽ tấu trình lên chính quyền địa phương, nhất là vua chúa thời đó, hoặc là họ sẽ đến bắt những người con này nhận. Và có người ta rất là kích động khi mà nghe câu chuyện này, họ muốn đánh đập những người con bất hiếu này. Thì lúc đó những người con này rất là hoảng sợ, nhận ra cái lỗi lầm và đã xin lỗi và rước cha về để phụng dưỡng. Thì lúc này cũng không có dám trễ nải. Thì khi có được cái cuộc sống trở lại được tốt đẹp, các người con mà biết lo lắng phụng dưỡng cho mình rồi, thì ông rất là biết ơn Đức Phật. Ông Bà La Môn rất là biết ơn Đức Phật, nhờ Đức Phật chỉ cho cái cách mà ông đã dạy dỗ được những đứa con bất hiếu của mình. Và từ đó về sau thì ông thường xuyên để mà cúng dường thực phẩm đến Đức Phật. Một lần nọ thì người con trai của ông, câu chuyện liên quan đến đây mới liên quan đến cái tiêu đề đó, là người con trai cả của ông Bà La Môn đó, thỉnh Đức Phật về trai tăng cúng dường, thỉnh Đức Phật về nhà trai tăng cúng dường và thỉnh Đức Phật thuyết pháp. Thì lúc này Đức Phật ngài đã chọn một cái đề tài nói về chữ hiếu. Các người con phụng dưỡng cha mẹ là một cái ân đức, một cái công đức rất là cao thượng. Thì sau khi thuyết pháp sách tích lệ giải thích, Đức Phật ngài đã ngâm lên một cái câu kệ liên quan đến một cái câu chuyện trong cái Chataka kinh Bổn Sanh. Từ cái thời xa xưa, có một con voi, những con voi bị bắt được uống thuần tục huấn luyện về để phục vụ cho triều đình. Nhưng mà con voi đó thì luôn luôn lúc nào cũng nghĩ về ở khu rừng, ở nơi đó có cha có mẹ, có voi cha voi mẹ. Và thưa quý vị rằng Tịnh Đạt có tìm hiểu cái con voi mà Đức Phật ngày dẫn chứng ở trong câu kệ ngôn này đó. Cái con voi tên là Thanapalaka. Thật sự con voi Thanapalaka này được giải thích đó là tên sau khi mà Đức Phật ngài cảm thắng.
Con voi trước đó nó có tên là Nalariri. Quý vị nghe cái tên voi Nalariri quen không ạ? Chúng ta nghe cái tên là voi Nalagiri. Con voi Nalariri. Con voi Nalariri này chúng ta đọc trong tám Phật lực. Tám Phật lực, bài kinh tám Phật lực á, chúng ta sẽ gặp con voi Nalariri này. Quý vị thấy là con voi này, sẵn nhắc luôn lại thì là một con voi rất là có sức mạnh, rất là phi thường và rất là hung dữ, và nhất là khi nó bị chuốc rượu say. Thì liên quan đến voi Nalariri đó là liên quan đến vị tỳ khưu Devarata Devarakna muốn hãm hại Đức Phật đã dùng cái con voi này kết hợp với lại vua Ajatasattu A Sở Thế để mà hãm hại Đức Phật. Thì khi mà bị chuốc rượu say, con voi này đã được thả ra trong con đường, trên con đường mà Đức Phật và Chư Tăng đang đi khất thực. Thì khi mà voi thấy Đức Phật và Chư Tăng từ xa thì đã với cái sự điên cuồng, giận dữ và sự không còn bình tĩnh thì đã lao thẳng vào với ý định là chà đạp, gây hại đến Đức Phật và Chư Tăng. Nhưng khi đó thì Đức Phật Ngài đã dùng cái sự từ bi, Ngài đã rải cái từ bi, cái lòng từ bi đến tất cả chúng sanh, và nhất là cái con voi Nalariri này. Và nhờ cái năng lượng từ bi mà nó, của Đức Phật phát khởi đó, thì con voi đã cảm nhận được. Và với cái hình ảnh một cái vị sa môn không có sợ hãi trước cái sức mạnh bất kỳ của thế lực nào, nhất là cái sức mạnh của con voi nó đang điên cuồng như vậy đó, thì nó bị hoảng sợ và nó quy phục. Nó quy phục. Cái điều này thật sự ra quý vị có thể cho là một cái chuyện ngụ ngôn, nhưng mà quý vị để ý những con vật nuôi ở trong nhà, hoặc là những con vật nuôi hoang dã, lỡ như nó đang có một cái khó khăn hay là đang bị thương, đang bị kẹt sợi dây, chúng ta nếu mà chúng ta bắt đầu chúng ta có ý định cứu nó, giải cứu cho nó, thì cái tâm giải cứu cái con vật đó khỏi cái sự mà mắc cái bẫy hoặc là mắc sợi dây hay mắc kẹt cái gì đó, thì thưa quý vị, cái tâm mà muốn giúp đỡ đó, đó là cái tâm từ bi. Và khi mà mình khởi lên cái tâm từ bi như vậy, con vật nó nằm yên, nó không có la hét và nó không có dùng dãy. Quý vị thử để ý, và chúng ta có thể thấy những cái đoạn, những cái đoạn video clip mà người ta giải cứu những con vật, con vật hoang dã, làm dùng cái năng lượng từ bi phóng ra thì cái con vật nó sẽ cảm nhận được, cảm nhận được, và chúng ta đi từ từng bước lại gần, đụng chạm sờ chạm, chúng ta giải cứu. Còn như mà chúng ta thấy nó mắc kẹt ha, chúng ta thích, ham thích, muốn bắt hay là muốn chiêu trò chiêu giỡn, thì lúc đó con vật nó dãy dụa rất là mạnh. Đó là cái sự năng lượng của cái lòng từ bi. Khi mà con voi Nalariri mà nó cảm nhận được đó thì nó đã quy phục, và Đức Phật Ngài đã dùng những cái lời khuyên nhủ với cái lòng từ bi của Ngài, và sau đó Ngài đã đặt tên con voi Nalariri này đó là tên Thanapalaka, là con voi tài hộ, giữ gìn của cải. Cũng đây là một cái điều trong khi tìm hiểu qua những cái thông tin ở trong cái bài chú giải, thì đã tìm ra một cái tên, thêm một cái chi tiết nữa, và mong rằng quý vị cũng học được, biết được thêm một cái chi tiết nhỏ ở trong đây. Khi mà quay lại cái bài kinh đó, thì khi mà Đức Phật ngày đến dự cái lễ trên cúng dường của người con cả ông Bà La Môn á, được yêu cầu thuyết pháp, thì Đức Phật Ngài đã khích lệ sách tấn về cái ông cân sinh dưỡng dục của cha mẹ. Và Đức Phật Ngài kể câu chuyện quá khứ về một cái con voi tên là Thanapalaka,
Và Đức Phật ngâm lên câu kệ này, đó là câu kệ số 324 mà chúng ta đang học ngày hôm nay. Ở cái phần duyên sự này thì chúng ta có thể chúng ta học được một cái bài học nói riêng. Cái bài học về phụng dưỡng chữ hiếu của người con đối với cha mẹ thì chúng ta học rất là nhiều rồi. Và trong cái duyên sự này Đức Phật Ngài cũng nhắm cái mục đích đó về cái lòng hiếu thảo của người con, những người con đối với cha mẹ. Nhưng mà chúng ta học được một cái bài học, đó là cái việc mà xử trí của Đức Phật. Cái việc xử trí của Đức Phật khi mà đối với những người con bất hiếu như thế nào. Thì thực sự thưa quý vị, cái người con bất hiếu có rất có nhiều cách để mà mình định nghĩa hay là mình nhận thấy cái người con nó không có hiếu. Cái đệ nhất đó là người con không có thương yêu cha mẹ, không có chăm sóc, hay bỏ mặc, hoặc là thậm chí là đánh, chửi. Thì đó là những người con bất hiếu mà chúng ta thấy đầy ở trong xã hội này. Ở trong thời đại nào cũng vậy, ở trong xã hội nào cũng vậy, mà ở trong láng giềng nào cũng vậy, ở trong xóm làng nào cũng vậy, và đặc biệt là trong gia đình nào cũng vậy. Cũng có người tốt, người xấu, cũng có những người con có hiếu, có những người con chưa được có hiếu. Thì cái nguyên nhân đó là ở đâu thưa quý vị? Mình nhìn chung về cái nguồn gốc đó là cái nghiệp. Nhưng mà do cái hiện tại nó tác rất là nhiều, xã hội nè, rồi cách dạy của cha mẹ nữa, cách dạy của ông bà, những cái bậc tiền bối, rồi cái cách hấp thụ của môi trường xung quanh, nó dẫn đến một con người có hiếu hay là chưa có hiếu. Nhưng mà Tịnh Đạt muốn chia sẻ ở đây thưa quý vị, cái bất hiếu mà chúng ta thường chúng ta không có nhận thấy và chúng ta cho đó là một cái phiền phức, đó là mỗi khi cha mẹ có cái sự quan tâm, có cái sự quan tâm đối với những người con mặc dù đã trưởng thành rồi, có gia đình rồi, có con có cái rồi, nhưng mà ba mẹ vẫn quan tâm những cái tiểu tiết nhỏ nhặt. À con ơi, trời mưa, đi làm chạy xe nhớ mang áo mưa. Rồi những cái việc mà đối với một người đã trưởng thành, có lập gia đình và đã có con rồi, thì những cái việc đó nó không cần thiết và không cần phải nhắc. Nhưng mà đối với cha mẹ thì người con lúc nào cũng còn cái sự cần cái sự bảo bọc, cần cái sự nhắc nhở. Và có vài lần thật sự ngay cả chúng ta đối với cái việc mà cha mẹ quan tâm mà nó nhiều, nó nhỏ nhặt như vậy đó, mà cái lúc căng thẳng bởi công việc, áp lực của cái xã hội, cuộc sống, chúng ta cảm thấy đó là cái việc phiền phức, cái việc phiền quá. Tại sao mà công việc lo chưa hết mà cái điện thoại nói hoài, mà nói không ngừng, cắt ngang thì không được, ngày nào cũng nhắc, khi nào cũng nhắc. Đôi khi chúng ta tỏ ra cái vẻ là bực bội, khó chịu và không có đón nhận cái lời đó. Và lúc đó thì chắc chắn chúng ta nói, khi mà chúng ta nói trong cái tâm trạng đang buồn bực, đang bực bội thôi, nhưng mà chúng ta biết chắc chắn là cha mẹ rất là buồn. Cha mẹ rất là buồn. Mà Tịnh Đạt muốn nói ở đây đó là cái sự lo lắng của cha mẹ đối với con cái, nó thể hiện cái người có hiếu hay là người không có hiếu. Cái người có hiếu đó là cái người sống, trưởng thành và luôn luôn lúc nào cũng cho biết và tỏ ra đến những người phụ huynh, những người cha mẹ, luôn luôn lúc nào cũng
cho cha mẹ một cái sự an tâm. Đó là người phải nói là rất là hiếu thảo. Không phải là mình mang cái đồng tiền nhiều về cho cha mẹ những cái dịp lễ hay những dịp nghỉ, nhưng mà chúng ta không có quan tâm, không có đối hoài, hay là những cái tin nhắn, cuộc điện thoại chúng ta cũng không có nhắn gửi đến cha mẹ, thì cái việc đó chưa phải là một người có hiếu. Theo cách nhìn về cái sự quan tâm lo lắng, cái người mà cho cha mẹ luôn luôn lúc nào khi nghĩ về mình cũng có được cái sự an tâm, không có lo lắng, đó là một người con rất rất là hiếu thảo. Muốn làm được như vậy là cái người con đó phải có một cái cách cư xử, phải một cách cư xử luôn luôn lúc nào cũng phải có cái sự quan tâm, nhớ đến cha mẹ và hay thường xuyên nói chuyện với cha mẹ, chứ không phải là chờ cái lúc mà có chuyện gì, sự cố gì cha mẹ mới gọi điện, hay là mình mới gọi điện hỏi thăm cha mẹ. Thì thật sự ra đó là do cái trách nhiệm mình làm thôi, chứ mình không có tận đáy lòng. Và chính vì cái điều này đó, thì thẳng đây Tịnh Đà cũng nói luôn là cái việc mà người xuất gia đi tu hành đó cũng là một cái phần rất là quan trọng trong cái việc mà có hiếu. Bởi vì mình thấy góc nhìn của xã hội, đi tu hành xuất gia ở trong chùa bỏ cha mẹ ở nhà phụng dưỡng, cách nhìn đó theo cách nhìn của vật chất, theo cách nhìn của xã hội, thì cái người là cái người bất hiếu. Tại vì mình không có ở gần kế bên để mà làm cái công việc đỡ đần cho cha mẹ. Nhưng mà theo cái cách nhìn là làm cho cha mẹ khi nào nghĩ về người con cũng có cái được sự an tâm, người con luôn luôn ở đâu cũng cho cha mẹ được một cái sự bình an khi nghĩ về mình, thì cái người xuất gia sẽ là cái người có hiếu nhiều hơn, tốt hơn bất kỳ một cái người nào ở ngoài xã hội. Bởi vì khi mà ở xã hội thì chúng ta sẽ rất là dễ rơi vào những cái cám dỗ, và nhất là những người con ở xa nữa, mới trưởng thành ở nhà, đi học hết 12 lên đại học và phải chuyển lên những cái thành phố lớn để sống. Thì quý vị biết thì cái cám dỗ ở trong thành phố lớn nó rất là nhiều. Một là cám dỗ, hai là cái sự lừa lọc. Một cái người ở thanh niên ở miền quê mà lên thành phố như vậy thì phải nói là cái sự bất an, lo lắng của cha mẹ nó lớn rất là nhiều. Mà cái người xuất gia, người tu hành đó, thì thứ nhất là ở trong cái môi trường ba mẹ được an tâm. Thứ hai, đó là cái cách sống, giáo dục ở trong chùa đó cũng mang lại cái sự an tâm cho cha mẹ, là các thầy, các sư, các vị tiền bối luôn luôn để hướng dẫn, nhắc nhở, để mà hoàn thiện cái bản thân của người đó, người xuất gia. Cho nên có thể sau này quý vị sẽ gặp những cái trường hợp đó, có những cái đứa trẻ đi chùa, chúng ta hãy khuyến khích, bởi vì đó là một cái cách mà trả ơn có hiếu. Tịnh Đạt nghĩ đó là rất là quan trọng. Bởi vì theo cái số đông bây giờ đó, những đứa trẻ nó rất là khó để mà dạy bảo, mà người nhà ở cha mẹ ở nhà thì lại bận công việc suốt ngày suốt đêm, cho nên mà dạy được một cái đứa trưởng thành biết vâng lời thôi đã là quý lắm rồi. Đừng mong là một cái đứa mà nó có hiếu, nó luôn luôn lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cha mẹ ông bà. Thì vậy cho nên á, khi mà thật sự ra Tịnh Đạt là cái người tu từ nhỏ, chưa có gia đình, chưa có con, cái việc mà lo lắng cho con để mà cảm nhận cái ân đức của cha mẹ thì quý vị sẽ là người cảm nhận nhiều hơn.
Tuy vậy, Tịnh Đạt cũng xin chia sẻ một cái vấn đề liên quan đến chữ hiếu của người xuất gia. Và Tịnh Đạt nghĩ rằng nếu quý vị ngồi suy nghĩ, mình làm cha làm mẹ rồi đó, mình nghĩ về con như thế nào thì người cha người mẹ của mình đó cũng nghĩ về mình như thế đấy. Mình nuôi dạy con cái không phải mong gì nó có được cái đồng lương đem về nuôi gia đình, mà làm sao mà có thể tự lo được cho bản thân, không bị cảm bẫy của cuộc đời, không bị sa vào những cái thói hư tật xấu của cuộc đời. Như vậy là một cái niềm hạnh phúc lớn của người làm cha làm mẹ. Và trong cái duyên sự thì chúng ta cũng sẽ học được cái bài học của ông Bà La Môn. Ông Bà La Môn này được xem là một ông rất là khá giả, giàu có trong thành. Nhưng mà cái cách xử sự của ông Bà La Môn dẫn đến một cái họa cho ông. Bởi vì những người con này của ông đó, bốn người con của ông đó hiếu thảo với ông, chăm sóc ông, bởi vì ông là một người giàu có. Cho nên cái cách xử sự của ông á vô tình làm cho hướng những người con của ông đó đi vào con đường sai lầm. Tức là khi mà người cha người mẹ mà muốn hướng dẫn con cái cho được tốt đó thì cần phải dạy con biết cách xử sự ở trong cuộc sống, chứ không phải là cho tiền là một cái cách dạy con phải nói là không cách nào để mà chọn lựa nữa đó, không còn cách nào để bù đắp nữa. Có thể cho tiền là một cách bù đắp tình cảm khi mà mình vắng nhà hoặc là mình đi làm xa, nhưng mà đó là một cách rất là nguy hiểm. Giống như trong trường hợp của ông Bà La Môn, khi mà ông mang cái số tiền giàu có của mình 80 cô tí, mà một cô tí như vậy là 10 triệu. Cái giá thành ngày xưa thì nó khác, nhưng mà đối với một cái nhà mà có 80 cái cô tí gọi là 800 triệu thì như vậy nó rất là nhiều. Cũng giống như là bây giờ chúng ta có bạc tỷ trong tay như vậy đó. Thì thử thời vì nghĩ những người cha người mẹ cố gắng để mà tạo ra tài sản, cuối cùng là để cho con cái. Nhưng mà chúng ta lại quên rằng á, cái tài sản nó là hỗ trợ, chứ chúng ta không có khi nào mà con cái lớn lên mà chỉ cho tiền là đủ đâu. Mình phải cho cái tính cách nữa, mình phải giáo dục. Mà phần lớn bây giờ thì thiếu cái đó, bỏ mặc cho nhà trường, bỏ mặc cho xã hội, tự nhà trường dạy dỗ, tự xã hội dạy dỗ. Ở nhà chỉ biết cung cấp đóng tiền trường, đóng tiền học thêm, đóng tiền bảo hiểm. Cứ con đưa về, mẹ ơi bữa nay thầy kêu đóng tiền, bố ơi mẹ kêu, cô giáo kêu đóng tiền, mà mình cũng không cần biết đó là cái tiền gì. Nhiều khi cũng không quan tâm là khi mà đóng tiền phải cần cái biên lai nữa. Cứ cô bắt đóng tiền thì móc tiền ra đưa, thầy bắt đóng tiền móc tiền ra đưa, rồi học thêm. Nhưng mà cuối cùng cái số tiền đó đi về đâu thì chúng ta không quản lý được. Hoặc là hôm nay con học buổi sáng, buổi chiều học thêm, buổi kia buổi nọ học nhóm, và cuối cùng có thời gian chúng ta là không quản lý được, thì vô tình trở thành chúng ta là người cung cấp tiếp tay cho những cái thói hư tật xấu. Và ông Bà La Môn này đã học một bài học rất là khó, giá trị, rất là phải nói là có cái đau thương. Nhưng mà may mắn cái câu chuyện của ông có hậu, câu chuyện con có hậu được sự giúp đỡ của Đức Phật, cho nên ông cuối cùng được cái sự phụng dưỡng và có hiếu nuôi dưỡng của những người con, chứ không thôi thì cuộc đời nó tàn luôn rồi. Thì đó là cũng là một cái cách bài học mà chúng ta cần phải rút ra khi mà học cái câu về câu kệ ngôn 34 này. Đó là cái bài học về nuôi dưỡng con cái của ông Môn. Chúng ta hãy quan tâm nhiều hơn đối với những con cái của mình. Chúng ta mong con cái có được cái
quan tâm chăm sóc có hiếu với cha mẹ, thì bên cạnh đó chúng ta là người cha mẹ, chúng ta cũng phải có cách để mà hướng dẫn dạy dỗ cho con của mình nó có được cái tính hiếu thảo đó, giống như là làm gương như vậy đó. Có những cái câu chuyện ngụ ngôn, câu chuyện mà bây giờ người ta đã làm những cái đoạn kịch, đoạn hài ở trên TV đó. Hai vợ chồng có đứa con nhỏ, trong cái buổi ăn đó thì hai vợ chồng thì bài biện rất, đồ ăn rất là ngon, nhưng mà cha mẹ thì không có cho ngồi chung bàn, rồi gấp những cái rau cải hoặc là xương cá. Con nó mới hỏi sao cha mẹ lại không cho bà ăn thịt, ăn thịt cá mà cho ăn xương, mà cho ăn rau. Rồi ba mẹ đứa nhỏ mới nói là bà lớn tuổi rồi, bà không ăn thịt được con ơi, bà không ăn xương được, bà không ăn cá được, bà chỉ ăn xương thôi. Vậy nó vậy mai mốt con cũng nuôi ba mẹ y vậy đó. Ê trời, hai ông bà, hai vợ chồng quảng hồn quảng vía mới nhận ra vấn đề mình nuôi cha mẹ như thế nào. Đứa con nó nhìn thấy thì nó sẽ học theo. Mình thì con, thì hai vợ chồng thấy quá mới mời cha mẹ ăn chăm, thì đó thương mà sau này nó chỉ cũng nhiều khi nó cũng chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì thông qua cái câu 324 này, Tịnh Đàn cũng xin chia sẻ với diễn đàn chúng ta về cái duyên sự của ông Bà La Môn Triệu Phú có 4 người con. Và cái duyên sự này đến kết câu chuyện nó rất là có hậu, thưa quý vị. Đức Phật ngài đã thuyết những cái bài kinh, những cái lời sách tấn và dứt cái lời pháp đó, thì các con và cả cái người ông Bà La Môn đều chứng đắc quả Tu Đà Quần, một cái thánh quả hữu học bậc thấp, nhưng mà phải nói là một cái duyên rất là tốt, cái duyên lành mà khi mà gặp Đức Phật ngài tế độ thì đã chứng được cái quả dự luôn, quả Tu Đà Quần, thì quả là một cái kết cục rất là có hậu luôn á. Thì thông qua câu kệ ngôn 324 này, Tịnh Đàn xin chia sẻ với diễn đàn chúng ta về cái duyên sự cũng như là những cái câu chuyện liên quan. Mong rằng những cái lời chia sẻ này sẽ làm cái nguồn động viên sách tấn cho chúng ta khi mà chúng ta bắt gặp những cái hình ảnh ở trong cái đời thường, ở trong xã hội mà chúng ta có thể nhìn thấy, mà chúng ta nhớ lại cái câu chuyện ở trong Phật giáo, và từ đó chúng ta có cách ứng xử, hành xử theo Phật giáo, và mong rằng mọi cái điều hành xử, ứng xử đó sẽ mang lại một cái kết cục có hậu, giống như là câu chuyện của ông Bà La Môn Triệu Phú. Tịnh Đàn xin kết thúc cái bài chia sẻ ở đây, và xin kính chúc chư tăng, kính chúc đại chúng luôn có được cái sự an khang và có tâm luôn an lạc ở trong giáo pháp của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính mời cô MC cầm quay lại với diễn đàn. Dạ, sa thú. Chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt đã giảng bài pháp cú số 324 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức. Và con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Bhagavato sabbamangalang rakkhanto sabbade vata sabbabuddha anupha vena sada sati phavantute.
Tất hành phu hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh đại đức Phật Tính, đại đức Tịnh Đạt cùng chư tôn đức đã vào công chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm nhân hồi hướng. Ya de wa pa san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bu thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa wan tu bu chi ta thoát thiên ca rôn tê tha vi hà ra măng đa lê thê ra cha mát cha na hoa ca cha bít ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra sắp ma na pu ta su ki ta pa wan tu tê cha la bu cha ye pi cha an đa sam pa wa sam se đa cha ta a tha vô pa pa thi ca ni ya ni gan tham ma wa rang ba tít cha tê sắp về pi đúc kha sa kha rôn tu sang kha yang ta tu chi rằng sa tăng thầm mô tham ma tha ra cha bút ga la sang khổ hồ tu sa vô wa Atha ya cha hi ta ya cha Am he rat khan tu sắc thẩm mô Sắp bê bi thầm ma cha ri no Vua thim sâm pa phu ni ya ma Thầm ma ri ya pa quê đi tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm nhân xin xuống nhé.